Hùng hô thật lớn thể hiện quyết tâm đồng lòng để cùng chiến thắng thử thách của phần thi lý thuyết đồng bào. 1, 2, 3. Vâng, sự quyết tâm này đã thể hiện tinh thần tự tin của các anh chị, các thành viên của nhóm 4 đến từ thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Trà Vinh, Cà Mau và Bạc Liêu. Xin chúc cho cả 5 đội của chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc bộ câu hỏi của mình. Và bây giờ là một câu hỏi cho nhóm 4. Câu hỏi số 1. Phương án nào sau đây không phải là quyền của hòa giải viên? A. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải. B. Hưởng thù lao theo vụ việc khi thực hiện hòa giải. C. Được khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng. Và D. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ký xác nhận kết quả hòa giải thành. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án bắt đầu. Trà Vinh đã chọn, Bạc Liêu đã chọn, thành phố Hồ Chí Minh đã chọn, An Giang đã chọn và cả 5 đội đã chọn. Và 10 giây kết thúc, cả 5 đội đều chọn. Phương Quân có sự khác có biệt. Có sự khác biệt, thưa Hồng Thanh. Đội Cà Mau có đáp án là C. Đội Bạc Liêu, Trà Vinh, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh có đáp án là D. Chúng ta cùng hồi hộp. Ai đúng ai sai ạ? À? Và đáp án của câu hỏi số 1 là D. Xin chúc mừng thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Trà Vinh và Bạc Liêu. Cà Mau ơi, cố lên, chúng ta còn 4 câu phía sau nữa. Và bây giờ là câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 như sau. Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây tại điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Nhà nước không, 3 chấm, hôn nhân giữa người cùng giới tính. A. Thừa nhận. B. Công nhận. C. Chấp nhận. D. Ghi nhận. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án bắt đầu. Cà Mau đã chọn. Wow, các anh chị không cần đến 10 giây. Và xin mời đáp án của cả 5 đội. A. Không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới. Và cả 5 đội đều có đáp án A. Chúng ta cùng chờ đợi xem đáp án của câu 2 là đáp án A. Thừa nhận. Xin chúc mừng. Chúc mừng cả 5 đội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 như sau. Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây tại điều 52 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Nhà nước và xã hội, 3 chấm, việc hòa giải ở cơ sở khi vợ chồng có yêu cầu ly hôn. A. Đề nghị. B. Khuyến khích. C. Khuyến nghị. D. Tạo điều kiện. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án bắt đầu. Cả 5 đội đã có đáp án. Và chúng ta cùng xem kết quả của 5 đội. Cả 5 đội đều có đáp án là B. Khuyến khích. Và xin mời đáp án của ban tổ chức. Khuyến khích, xin chúc mừng. Đáp án B là đáp án chính xác. Chúc mừng 5 đội. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi câu hỏi số 4. Xin mời các anh chị cùng lắng nghe. Nếu không có thỏa thuận khác, vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn bao lâu kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt? A. 3 tháng. B. 6 tháng. C. 12 tháng. Và D. 24 tháng. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án bắt đầu. Và xin mời hiển thị đáp án của cả 5 đội. B. Cả 5 đội đều có đáp án là B. 6 tháng. Và đáp án của câu số 4 là B. Xin chúc mừng. 6 tháng này mà ở chung với nhau chắc có thể là có thể làm lành với nhau được luôn rồi đó. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 5. Xin mời các anh chị lắng nghe. Theo luật đất đai năm 2013, người sử dụng đất có các nghĩa vụ chung nào sau đây? A. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất. B. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường.
C. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất. D. Tất cả các nghĩa vụ nêu trên. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án, bắt đầu. Hồi hộp quá thưa quý vị. Vâng, rất hồi hộp, xin mời. Và cả năm đội đều chọn phương án D thưa quý vị. Phương án D là tất cả các nghĩa vụ nêu trên và đáp án của câu 5 là D. Xin chúc mừng cả năm đội đã có câu trả lời chính xác. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho cả năm đội đã vượt qua phần thi hiểu biết. Xin chúc mừng các thành viên, xin cảm ơn các anh chị. Kính thưa quý vị.